những mật khẩu wifi gây lú nhất cho người thích dùng chùa. 1. Hỏi làm gì? 2. 2468 3. Bật 3G lên đi. 4. Wifi đang hỏng. 5. Chờ tí rồi nói. 6. Hỏi thằng bên cạnh. 7. Hoàn Châu cách cách. 8. Yêu đi thì cho. 9. Hình như là 1, 2, 3. 1. Mạng yếu lắm. 11. Số điện thoại của tao. 12. Hỏi gì hỏi hoài vậy. 13. Tự đoán đi. 14. Mật khẩu là gì? Nhà mình không dám để mật khẩu luôn tại vì sợ nửa đêm có người vào hỏi mật khẩu wifi nữa thì khổ, tại xung quanh nhà mình toàn là nghĩa địa. Đây là wifi nhà em, số wifi là mã vạch của cái lọ thuốc. Khách tới muốn hỏi thì đưa cái lọ nhập cho nhanh chứ ai nhớ đâu. À đâu. Hôm trước vô quán cà phê hỏi bé nhân viên mật khẩu wifi là gì. Nó nói mật khẩu dưới bàn, mình tưởng thật, lật cái bàn lại thì không thấy. Bé nhân viên nó cười rồi nói bác, wifi là mật khẩu dưới bàn. Mình trả lời là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 con, 2, 3 con, 4, 5 con, 6, 7, con, 8, lú luôn. Sang nhà chị hàng xóm hỏi mật khẩu wifi thì bảo, cởi quần ra, xong sợ quá chạy về luôn. Chào em. Chào anh. Anh có thể mời em đi uống nước được không? Sao lại uống nước, anh muốn tán em hay gì? Anh chỉ muốn làm quen với em thôi mà. Không được, anh phải tán em, trông anh thế kia cơ mà. Anh phải tán, nhất định phải tán, không tán không được. Làm ơn, trời ơi, tán em đi mà. Lớn rồi chứ còn trẻ con gì đâu mà rủ người ta đi uống nước, kỳ vậy trời. What? Của nó kêu tán thì tán nó đi, tán cho bêu mỏ vào. Tán khúc xương đó vào em đi, nhanh nhanh đi làm ơn. Wow. Hạc, lấy tao bả chó. Ui, sợ quá, phải ban nó thôi. Nhân tiện anh tán em rồi thì mua bánh của em luôn nhé. Phải mua đấy nhé, lớn rồi. Ngưỡng mộ tấm gương vượt khó của cô gái từng vật lộn bán trà đá, sau 3 tháng làm tài chính đã đủ tiền sắm một con mẹt để quay video đăng TikTok. Mình bán trà đá có 2 tuần đã có 4-5 xe biển xanh đến đón rồi. 3 tháng đã là gì, thế mới nói có tâm với nghề ắt sẽ thành công. Nhiệm vụ của mày là phải giữ hình ảnh mảnh bao thành đạt để dễ lùa gà nạp tiền. Phải tỏ ra là người am hiểu tài chính, biết phân tích kỹ thuật. Từ giờ mày sẽ là chuyên gia thổi nến. Ngon. Phù. Ban ngày bán trà đá, tối bán đá chấm chấm chấm. À mà thôi. Đúng rồi, bê nhẹ cái vô lăng, chuẩn bị rẽ trái này, đánh mắt sang bên trái, bên trái. Đúng rồi, cười nhẹ lên cái nào, chuẩn rồi đấy, đẹp long lanh em ơi. Cô gái đóng lệch đều như đóng gạch đây à. Quá chuẩn luôn. Anh em có nhu cầu mua xe ô tô về quay TikTok thì liên hệ mình nhé. Doanh nhân thành đạt, nữ tướng thổi nến, tiểu muội thổi kèn. Em chụp xong rồi đấy, xuống đi, em khắc vào chụp đi. Bitcoin DeFi, lệ phí kết bổ nhiệm chi nhánh miền Bắc. Active Indo Go to setting to active. What the hell? Đầu tư giàu thế nào mà vẫn chưa mua được win bản quyền. Các nữ doanh nhân Wi-Fi Next cũng check-in son chảnh không kém bên chiếc siêu xe thuê chung. Lương triệu đô mà nhìn cái bàn phèn. Bổ nhiệm chức vụ, thành lập chi nhánh chứ bổ nhiệm chi nhánh là cái gì mà Bitcoin có phải đe phi đéo đâu. Khổ, óc chó lùa gà cũng không xong.
câu chuyện buồn, đang chạy sai báo cáo tốt nghiệp thì hiện Active Windows. Đang đi đám ma sẵn có bộ bàn ghế vào việc luôn. Chuyên gia đọc lệnh cùng thợ đục kéo dài bằng chiến. Cộng đồng mạng tỏ ra khó hiểu khi clip nào trên TikTok cũng thấy Lê bóng lè lưỡi. Đêm nào cũng làm việc nên quen mồm. Ôi trời ơi. Thói quen thôi mà. Đó là biểu hiện của sự bắt chước. Mới xỏ khuyên lưỡi, khoe có chút xíu làm thì ghê. Làm gì coi được không? Bốc núi lửa được xem là Iron Man phiên bản thực, vì vỏ của chúng được làm bằng sắt xung cua và chúng sống xung quanh các miệng núi lửa có nhiệt độ lên tới 388 độ C. Nó đang sống ở 388 độ, nhanh trí bỏ nó vào nồi nước lèo 100 độ để làm mát. Bắt ốc đem bán đồng nát thôi anh em. Thì nấu nó ở nhiệt độ 389 độ, tinh tế lên coi. Thì ra con Pokemon này có thật. Bạn tôi ơi, chơi trò trắc nghiệm tâm lý này với tôi không? Trò gì vậy bạn? Lỡ một ngày bạn không may qua đời, bạn hy vọng mọi người sẽ nói lời cuối gì với bạn? Ôi, ôi, động đậy rồi kìa, sống lại rồi kìa. Mọi người sẽ gọi tên tao, vui ơi là vui, vui ơi vui. Quản tù tì, ra cái gì? Ra cái lều. Cô gái làm đơn kiện bạn thân vì vay 60, hơn 1 năm rồi không trả. Thế tóm lại là lúc nào mày trả tiền cho tao? Đợi thưa thưa ít nữa tao trả cho, yên tâm tao uy tín mà, bạn bè mà không tin tưởng nhau à. Tin tưởng, tao tin tưởng thì mới cho mày mượn đấy, có 60 mà từ tháng 4 năm ngoái tới giờ không chịu trả, tao sẽ làm đơn gửi lên ủy ban. Thằng bạn tao vay 200 triệu xong trả tao đủ 200 triệu nhưng thiếu 4 cái nịt, có nên kiện nó để đòi lại 4 cái nịt không anh em? Chúc mừng bạn Thành Thanh đã có câu trả lời đúng chưa chỉnh sửa và sớm nhất câu hỏi IQ. Ngoài ra top 10 bạn sau, Hai Farm, Khoa Đồng, Quê Hương Tôi, Anh Tú Nguyễn, Duyên Ami, Nguyên Lê, Hen DJ, Bao Nguyên, Hoa Trương, Đức Nguyễn cũng có câu trả lời đúng nhé. Còn đây là câu hỏi phần này, điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.